10. Hướng về sự tái sinh tích cực. Bất kể rằng ta giàu có đến đâu, khi ta bước sang kiếp khác, ta cũng chỉ có một mình, không vợ, không con, không quần áo mặc, không bạn bè, giống như một người đem hiến dâng cho kẻ thù trong sa mạc. Nếu như ta không còn giữ được chính cái tên của ta, thì xá gì đâu những thứ khác. Phật. Tiết 17. Chúng tôi xin được tái sinh trong một thân xác cao đẹp của một người tu tập Tantra biết sử dụng không gian. Trong thân xác của một nhà sư hoặc của một người thế tục nhưng thấu triệt được ba cách tu tập. Chúng tôi cũng xin đạt cho được con đường đạo hạnh đưa đến hai giai đoạn là sự sáng tạo và thực hiện. Để nhanh chóng đạt được các hiện thân của Phật, thân chính giác, thân đại hạnh và thân biến hóa. Từ trạng thái chuyển tiếp bước vào kiếp sống sau là một quá trình gồm có nhiều sự thu hút và ghét bỏ xảy ra. Sinh vật nở ra từ trứng bên ngoài cơ thể cho đến con người sinh ra từ bụng mẹ đều trông thấy cha mẹ mình trong quá trình làm tình hoặc là hình bóng của họ, và phát sinh sự thèm khát đối với cha hay mẹ khác phái với mình và xô bỏ người mang cùng một phái tính. Khi một trong hai người sắp ôm chặt lấy người kia, tức người mà họ thèm khát, và bất thần họ nhìn thấy cơ quan sinh dục của người này, họ phục nổi giận. Sự thu hút và xô bỏ xảy ra như thế, và thời điểm đó đánh dấu sự chấm dứt của giai đoạn trung gian. Cũng cần phải nói rõ, đây là trường hợp thông thường xảy ra khi giai đoạn trung gian chấm dứt. Vì ngày nay, có những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm ngược lại với một số kinh điển ghi chép. Chẳng hạn như trường hợp cha mẹ phải ăn ngủ với nhau trong trạng thái kích thích tình dục cao độ. Ngày nay, tinh trùng của cha có thể tồn trữ trong phòng thí nghiệm và sau đó đưa vào tử cung của người mẹ không cần có sự kích thích tính dục. Quá trình như thế trái ngược với một số kinh điển nhưng lại là sự thật. Chúng ta phải chấp nhận. Tuy là những người tin tưởng vào truyền thống của tu viện Đại học Nalanda từ những thời kỳ cổ xưa trên đất Ấn, nhưng chúng ta phải chấp nhận và không chối cãi được sự kiện thụ thai như thế. Điều này cho thấy những giải thích trước đây của chúng ta không đầy đủ. Ngay trong kinh sách Phật giáo, ta cũng thấy có một câu chuyện như sau. Có một cặp vợ chồng nhưng về sau trở thành độc thân. Một người đi tu và trở thành một nhà sư. Người kia cũng đi tu và trở thành ni cô. Một hôm, người đàn ông vì ảnh hưởng của kỷ niệm xưa đi tìm người vợ ngày trước của mình. Khi chạm vào người của bà vợ cũ, tinh trùng liền phóng ra dính vào quần áo của người vợ. Sau đó, chịu ảnh hưởng những kỷ niệm cũ, bà này cho vài giọt tinh trùng vào âm đạo. Đúng ngày, đúng tháng thì sinh ra một em bé. Như thế, ngay cả kinh sách Phật giáo cũng đã nói ngược lại giáo điều, cho rằng sự thụ thai chỉ có thể xảy ra khi hai người ôm nhau làm tình. Giống như thế, có chuyện kể rằng trong dòng họ của Phật Thích Ca, có một người đàn ông tên là Bạn Mặt Trời. Vì tinh trùng của cha người này rơi trên một chiếc lá, hơi nóng của mặt trời làm biến đổi rồi tạo ra hai đứa bé. Hai câu chuyện trên đây, ngày xưa chỉ là chuyện thần thoại, ngày nay khoa học cho thấy là sự thật. Mặc dù thông thường sự thụ tinh đòi hỏi một số điều kiện nào đó, nhưng không bắt buộc phải xảy ra đúng như thế. Giai đoạn chuyển tiếp cũng vậy, không bắt buộc phải có sự thu hút bởi người cha hay người mẹ thuộc phái tính khác như một sự thèm khát thiếu thỏa mãn, mà sau cùng chỉ cần nhìn thấy cơ quan sinh dục là đủ. Vào lúc chấm dứt giai đoạn trung gian, người tái sinh trải qua một cách nhanh chóng 8 trạng thái theo thứ tự sau. 1. Ảo ảnh. 2. Khói. 3. Đom đóm. 4. Lửa của ngọn nến. 5. Bầu trời tâm thần màu trắng rực rỡ. 6. Bầu trời tâm thần màu đỏ cam rực rỡ. 7. Bầu trời tâm thần màu đen đậm. 8. Ánh sáng trong suốt. Vào lúc thụ thai, sinh linh trong thể dạng ánh sáng tinh khiết trải qua 7 trạng thái khác theo thứ tự đảo ngược như sau. 7. Bầu trời tâm thần màu đen đậm. 6. Bầu trời tâm thần màu đỏ cam rực rỡ. 5. Bầu trời tâm thần màu trắng rực rỡ. 4. Lửa của ngọn nến. 3. Đom đóm. 2. Khói. 1.
ảo ảnh. Có nhiều cách giải thích về trường hợp một sinh linh thâm nhập vào tử cung. Vài kinh điển cho rằng sự thâm nhập bắt đầu từ nơi miệng của nam phái, xuyên qua cơ thể, xuống dương vật, đến tử cung của người đàn bà. Vài kinh điển khác nói rằng sinh linh đi thẳng vào tử cung qua đường âm đạo. Một người đạo hạnh sẽ có cảm giác bước vào một căn nhà trong quang cảnh niềm nở và nghe những âm thanh êm ái. Ngược lại, một người kém đạo hạnh có cảm giác đi vào một vùng đầm lầy hay rừng sâu, đồng thời nghe vang lên những tiếng gào thét rỗn rãng. Khí lực thật tinh tế và tâm thức của sinh linh nhập vào phần vật chất, trứng và tinh trùng của cha và mẹ. Trong bào thai, kích thước đó cũng cỡ như một hạt cải lớn. Kinh mạch trung tâm phối hợp với kinh mạch bên phải và bên trái. Mỗi kinh mạch quấn xung quanh bào thai 3 vòng. Đồng thời, phần năng lực của khí hướng lên trên và phần năng lực của khí hướng xuống dưới tuần tự di chuyển theo những hướng đã quy định. Và tiếp theo, cả 3 đường kinh mạch cũng kéo dài ra. Thân thể của bào thai tuần tự phát triển và thoát ra khỏi tử cung, tùy theo trường hợp của từng chủng loại. Đến đây cũng có thể là trường hợp ta đang được tái sinh trong một thân xác đặc biệt, tạo ra một kiếp sống thuận lợi cho việc tu học. Như đã trình bày trong các tiết trước đây, trong bài thơ Ban Thiền Lạc Ma, để đi trọn con đường Tantra, dẫn đến sự giác ngộ tối thượng. Nhưng ta cũng có thể sinh ra trong những nơi lạ lùng, trong khung cảnh của những sinh linh gọi là những kẻ sử dụng bầu trời. Họ đều tu tập Tantra, hoặc cũng có thể sinh vào những nơi bình thường hơn, trong những nơi có các vị thầy hướng dẫn và các điều kiện thích hợp giúp ta trong việc tu tập. Nhờ vào các cách tái sinh thuận lợi như vừa kể trên, ta nên phát nguyện cố gắng thực thi những hành vi tinh khiết mà noi theo 3 cách tu tập, đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vì đó là nguồn gốc của sự thăng tiến tinh thần. Cách tu tập căn bản ấy sẽ giúp ta hoàn tất 2 giai đoạn trong tối thượng Du Già Tantra. Thần linh Du Già Tantra kết hợp sự thiền định về tánh không và 8 dấu hiệu của cái chết. Thần linh Du Già Tantra và sự thiền định về tánh không, sự thu hồi năng lực của khí vào kinh mạch trung tâm và sự thâm nhập vào các tầng lớp sâu kín nhất của tâm thức. Nhờ vào các giai đoạn trên đây, ta sẽ hoàn tất những bước cuối cùng đưa đến Phật tính, tức trạng thái tâm linh hoàn toàn hiến dâng cho kẻ khác. Lời nguyện cuối cùng trong bài thơ Ban Thiền Lạc Ma là ước vọng sẽ đạt được một cuộc sống như thế trong kiếp tái sinh. Ta nên nhớ rằng, mục tiêu tối hậu của việc tu tập Phật giáo là giúp đỡ kẻ khác, và muốn cho sự giúp đỡ hữu hiệu, ta phải đạt được tâm thức và thân xác thật tinh khiết. Mục đích tạo cho ta khả năng có thể giúp đỡ thật nhiều sinh linh có cảm giác bằng hàng triệu phương cách khác nhau. Trong khi tu tập, đừng để con đường đạo Pháp tách xa ra bên ngoài, nhưng phải luôn hướng thẳng vào tâm linh, vào con đường đạo Pháp. Nếu không, dù ta có cố gắng đến đâu, ta cũng sẽ mệt mỏi và chán nản sau một thời gian nào đó. Không nên đọc cho lấy những câu trong bài thơ Ban Thiền Lạc Ma. Ước nguyện được giải thoát khỏi những hiểm nguy trong giai đoạn trung gian, kẻ can trường tự giải thoát khỏi sự sợ hãi. Nhưng phải suy tư về ý nghĩa những câu đó, đem ra thực hành mỗi ngày bằng cách hướng vào sự thiền định sâu xa về tánh không. Đó là lời khuyên của tôi. Tóm lược những lời khuyên. 1. Trong quá trình tái sinh, hãy cố gắng đạt được một thân xác tương lai trong một hoàn cảnh thuận lợi để đi cho trọn con đường tu tập đạo Pháp. 2. Mục đích là đạt được sự giác ngộ tối thượng để có thể phục vụ kẻ khác.
11. Suy tư hàng ngày về bài thơ. Giống như sức mạnh của một thác nước rót xuống, nước không không thể đổ ngược trở lên. Những chuyển động của kiếp sống con người cũng thế, không chuyển ngược lại được. Phật. Sau đây là nguyên bản bài thơ của Ngài Ban Thiền Lạt Ma. Ước vọng được giải thoát khỏi những hiểm nguy của giai đoạn chuyển tiếp, người can trường thoát khỏi sự sợ hãi. Tiết 1. Bản thân tôi và toàn thể không phân biệt bất cứ sinh linh nào trong không gian. Xin quy y chư Phật của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Xin quy y Pháp, xin quy y Tăng, cho đến khi nào được hoàn toàn giác ngộ. Cho chúng tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi trong kiếp sống hiện tại, trong giai đoạn chuyển tiếp và cho cả về sau. Tiết 2. Cho chúng tôi xin rút tỉa thật nhiều tinh anh từ thân xác đang chống đỡ sự sống này, không sao lãng bởi những việc vô ích trong kiếp sống hiện tại. Chính cơ sở vững chắc đó, tuy khó đạt được nhưng dễ bị hủy diệt, sẽ giúp chúng tôi cơ may lựa chọn giữa ích lợi và mất mát, giữa tiện nghi và bần hàn. Tiết 3. Xin cho chúng tôi được hiểu rằng không nên phung phí một giây phút nào. Cái chết được biết chắc chắn, nhưng giờ chết không sao biết trước được. Những gì kết hợp sẽ phân tán, những gì tom góp sẽ hủy diệt. Đi xuống bắt đầu từ nơi tột đỉnh, cứu cánh của sự sinh là cái chết. Tiết 4. Cho chúng tôi được giải thoát khỏi sự đau đớn vô biên gây ra từ đủ loại nguyên nhân đưa đến cái chết. Trong thế giới của nhận định sai lầm giữa chủ thể và đối tượng này, xác thân ảo ảnh, cấu tạo bằng tứ đại ô nhiễm, kể cả tâm linh đang bắt đầu tan rã. Tiết 5. Chúng tôi xin được tránh khỏi những sinh khởi sai lạc do lỗi lầm. Trong giờ phút cuối cùng đầy thất vọng và từ nơi xác thân được trao chuốt cẩn thận này, những kẻ thù khiếp đảm và những hung thần của cái chết hiện ra, đưa chúng tôi đến chỗ tự hủy diệt bằng khí giới của ba thứ nọc độc là xa hoa, hận thù và lầm lẫn. Tiết 6. Cho chúng tôi vẫn còn nhớ lại những lời giáo huấn khi tu học. Trong lúc các y sĩ đã bó tay và nghi lễ đã chấm dứt, bạn hữu không còn hy vọng gì về sự sống của chúng tôi, và chúng tôi cũng chẳng còn gì để có thể vớt vát được nữa. Tiết 7. Xin cho chúng tôi vững tin với sự hân hoan và tuyệt vời. Trong khi miếng ăn và của cải tom góp bằng sự ích kỷ phải bỏ lại, những người thân vô cùng yêu mến và thân thiết phải vĩnh viễn xa lìa, để đơn độc bước vào một hoàn cảnh thật hiểm nguy. Tiết 8. Cho chúng tôi phát hiện được tinh thần đạo đức cực mạnh. Trong lúc tứ đại gồm đất, lửa, nước và khí tan biến dần dần, sinh lực biến mất, miệng và mũi trở nên khô và teo lại, hơi ấm tan đi, hơi thở hỗn hển và tiếng khò khè vang lên. Tiết 9. Chúng tôi xin đạt được dạng thể tâm thức trong đó cái chết không hiện hữu. Trong lúc ảo ảnh của sợ hãi và kinh khiếp hiện ra, nhất là ảo ảnh, khói và đom đóm xuất hiện, đồng thời tột đỉnh của 80 ý niệm cũng biến mất. Tiết 10. Xin cho chúng tôi được tâm thức và nội quan vững mạnh. Trong khi sinh khí bắt đầu tan dần trong tâm thức, trong khi luồng hơi thở bên ngoài chấm dứt và những biểu hiện thô thiển đối nghịch cũng bắt đầu tan biến, đồng thời hình ảnh giống như đốm lửa của một ngọn đèn dầu hiện ra. Tiết 11. Chúng tôi xin được hiểu rõ bản chất thực sự của chính chúng tôi. Nhờ vào du già đã xem chu trình của sinh tử và cả niết bàn đều là hư vô. Trong lúc ảo giác gia tăng và những gì thực hiện sắp hoàn tất cũng tan biến, cái khởi thủy tan trong cái tột cùng. Tiếp theo là những cảm giác phát sinh giống như ánh trăng, ánh sáng mặt trời và bóng tối lan tràn. Tiết 12. Xin ánh sáng trong suốt của mẹ và con gặp nhau. Trong khi sự thực hiện gần như sắp hoàn tất, tự nó cũng tan dần trong hư không. Xin mọi sự sinh sôi chấm dứt
và cảm giác tương tự như bầu trời mùa thu không ô nhiễm sẽ bừng lên. Tiết 13. Chúng tôi xin được lắng vào trạng thái thật sâu của thiền định. Trong tinh anh cực mạnh phát sinh từ sự kết hợp giữa phúc hạnh bẩm sinh và tánh không, xuyên qua quá trình 4 giai đoạn của tánh không, trong lúc xảy ra hiện tượng tan rã của thể trạng màu trắng giống như ánh trăng, gây ra vì lửa của sức mạnh âm tính nhanh như một tia chớp. Tiết 14. Chúng tôi ước mong xin đạt được thể dạng thiền định sâu xa về ảo giác. Để thay vào trạng thái trung gian, khi rời khỏi ánh sáng trong suốt, để vượt lên và đạt được dạng thể một thân xác đại hạnh với những dấu hiệu và vẻ đẹp đầy vinh quang và sáng ngời của một vị Phật, phát hiện từ khí lực và bản thể của ánh sáng trong suốt của cái chết. Tiết 15. Do nơi nghiệp, khi giai đoạn trung gian xảy ra, chúng tôi cầu xin mọi biểu hiện sai lầm đều được tẩy sạch. Nhờ vào sự phân tích cấp thời và ý thức được tính chất không thực của mọi hiện hữu nội tại, của mọi khổ đau do sinh và tử, và của cả giai đoạn trung gian. Tiết 16. Chúng tôi xin được tái sinh nơi cõi tịnh độ. Nhờ vào du già để biến cải những gì bên ngoài, bên trong và sự thần bí. Bằng những biểu hiện đủ loại, bốn ý nghĩa của sự đảo ngược các thành phần, ba loại hiển hiện khiếp đảm và những sự hoang mang đang phát sinh. Tiết 17. Chúng tôi xin được tái sinh trong một thân xác cao đẹp của một người tu tập Tantra, biết sử dụng không gian, trong thân xác của một nhà sư hoặc của một người thế tục nhưng thấu triệt được ba cách tu tập. Chúng tôi cũng xin đạt cho được con đường đạo hạnh đưa đến hai giai đoạn là sự sáng tạo và thực hiện, để nhanh chóng đạt được các hiện thân của Phật, thân chính giác, thân đại hạnh và thân biến hóa.